Alif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lê 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, lê, lê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lê. Có phải em về trong đêm nay, bước thấp bước cao ngang nghiêng trên đời này. Lê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lê. Hello tất cả các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hải Audio. Tiếp tục cái video thì ngày hôm nay em xin thông báo tất cả các bác là em về được 15 bộ mic của dòng Zinacard R3300, model R3300, một dòng công nghệ thương hiệu của Mỹ các bác nhá. Zinacard công nghệ thương hiệu của Mỹ, và sản phẩm này là sản phẩm truyền thống bên em bán rất là nhiều cho tất cả các bác. Và một ngày trước đó thì các bác đã đặt bên em là gần chục bộ rồi. Thì ngày hôm nay thì mục đích em cũng là giới thiệu tất cả các bác và cũng test cho các bác luôn là 8 bộ lên đường cho các bác, còn 7 bộ duy nhất các bác nhá. Còn 7 bộ duy nhất ạ. Còn 7 bộ duy nhất. Thì các bác muốn sở hữu những dòng mic chất lượng này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho bên em. Ok, đầu video các bác vui vẻ ủng hộ cho em xin một like nhá. Các bác bỏ ra vài giây ủng hộ cho em xin một like nào, và một lượt đăng ký kênh nhất đỏ về giờ giúp em nhá. Sản phẩm mic Zinacard R3300 tại cửa hàng của Hoài An Audio luôn luôn sẽ bao chất lượng cho các bác và bao đẹp và có thời gian bảo hành tốt nhất cho tất cả các bác. Ok, và sẽ cho các bác xem một chút về phần tay nhá. Đây, các bác nhìn. Nhưng tất cả các bác biết thì những siêu phẩm bên em bán ra thì mic Zinacard R3300 nó là sản phẩm truyền thống các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, nói chung rất là đẹp, hầu như đồng đều tay nhau, rất là đẹp. Các bác nhìn chưa? Từ đến mặt lan kính rất là trong vắt, công tắc bấm rất là xịn sò luôn. Zinacard này, và lắp rõ này các bác nhìn nhá. Dòng này thì tay cầm rất là đầm, đó là một dòng mic chuyên nghiệp đó. Và về phần nội thất của nó thì côn em bao zin nhá, tất cả em bao zin này. Từ đến cái lẫy pin, riêng dòng Zinacard được cái là lẫy pin nó rất là mềm, không bao giờ bị gãy mấy các bác nhá. Ít khi gãy lẫy pin này lắm. Được chưa? Đây model này, R3300, EH3300. Thì dòng Zinacard này thì em cam kết các bác tiếng chất âm của nó còn hay hơn cả Bayer các bác nhá. Còn phân khúc thì như thế này các bác nhá. Nó là một dòng công nghệ thương hiệu Mỹ. Về sao tiếng, em giải thích bác là sao tiếng đủ 3 giải ở mid now, giải mid 2 và giải chép đầy đủ hết các bác nhá. Tiếng rất là đẹp luôn, sao tiếng. Và đối với dòng này, nó tại vì sao em nó giải thích các bác nào nó sẽ hơn Bayer ở chỗ này ạ. Khi các bác hát giải cao và các bác hát chuyên nghiệp nó không bị vỡ tiếng. Còn Bayer thì nó là rất lịnh tiếng, bao nhiêu Bayer lịnh tiếng. Nhưng chúng ta phải chọn cái bộ Bayer nó đời như 790 đôi chuột thì nó còn ok, chứ còn Bayer mà đời rẻ nó các bác hát rất là vỡ tiếng luôn. Ok chưa ạ? Các bác ủng hộ xin một like nhá, em cho các bác xem nội thất nhá. Ok ạ. Đây là phần đầu thu đây. Dòng Zinacard nó là truyền thống thì nó là có chữ Zinacard ở giữa, nút nguồn ở giữa này. Và bên cạnh nó là hai đơn tần số các bác nhá, UHF. Đấy. Thì đây các bác xem nội thất đằng sau nhá, đằng trước này. Đối với dòng Zinacard này thì cam kết các bác nó hộp sóng nó thì là sóng rất là trâu bò luôn. Đấy, sản phẩm chính hãng của Zinacard các bác nhìn chưa? Đấy. Con này sản xuất của nó là mùng 6 tháng 10 năm 2011. Đó. Được chưa? Đây, ngày sản xuất của nó ra là 20 tháng 6 năm 2011. Hộp sóng rất là to như bao thuốc lá luôn. Và chất lượng của nó là linh kiện toàn bằng tụ nhôm. Các bác nhìn chưa, linh kiện toàn bằng tụ nhôm. Dòng này thì em bán khá là nhiều rồi. Đằng sau của nó thì gồm có rắc ca lông các bác làm cắm mixer làm sự kiện này. Sử dụng hai volume to nhỏ đằng sau các bác nhá. Và đây là anten này. Và nút 6, rắc 6 ly các bác kết nối vang và âm đi này, tắc nguồn này. Ok, và vẫn là giá 2.800.000 mAh bao ship nhá. 2.800.000 mAh bao ship. Và sẽ tặng các bác những gì ạ? Sẽ tặng các bác là chống lăn mới đầy đủ hết này. Đúng không ạ? Đây ạ, chống lăn mới đầy đủ hết. Và sẽ kèm theo cái gì ạ? Kèm theo thẻ bảo hành bên em. Thẻ cứng bảo hành là 6 tháng thôi nhá. Thẻ cứng bảo hành 6 tháng ạ. Thẻ cứng bảo hành 6 tháng các bác nhá. Đây, kèm theo thẻ bảo hành 6 tháng. Tất cả đầy đủ phụ kiện hết các bác nhá. Và em khẳng định các bác luôn, một dòng công nghệ thương hiệu của Mỹ thì nó vẫn luôn là chất lượng các bác nhá. Ok, và bây giờ sẽ thử tiếng mic các bác nghe nữa nhá. Các bác xem video ủng hộ cho em xin một like nhá. Đây ạ. 1 2. Về phía màn hình của tay mic thì nó hiển thị luôn cả pin các bác nhá. Thì các bác có thể là tha hồ các bác kiểm soát được là pin sẽ sử dụng hết bao nhiêu pin ạ. Đấy, công tắc rất là nhạy các bác nhá, rất là nhạy luôn. Và tay đuôi chuột rất là chuyên nghiệp. Đó, các bác nhìn chưa? Rất đẹp luôn.
Nói chung là giá trị đẹp và giá trị sản phẩm là bên em bán giá làm sao hợp lý túi tiền các bác nhất. Và vẫn là 2.800.000 bên em bao ship, bảo hành các bác 6 tháng nhé, 6 tháng kèm vào thẻ bảo hành. Ok chưa ạ? Kính thưa quý vị, 1, 2, 6, 7. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa? Lê 1, 2. Ok, và bây giờ sẽ tiếp cho các bác nghe một ca khúc nhé, để các bác nghe chất âm nhé. Và số lượng em chỉ còn có 7 bộ thôi ạ. Bác nào nhanh tay sở hữu một bộ mic không dây này, các bác có thể nhắn tin trực tiếp cho bên em qua số điện thoại nhé, 0352 910 999 ạ, 0352 910 999 các bác nhé. Và em sẽ tiếp một ca khúc Chờ Đông cho các bác nghe. Và em hát đa số nó là reverb các bác nhé. 1, 2. Đi. Một, hai, năm, sáu, bảy. Tức là từ cái giải mid now đến cái giải chép nó rất là hay các bác nhá. 1, 2, 6, 7. 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có phải em là con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Lên. Ok tất cả các bác, và với mức giá là 2.800.000 thì bên em vẫn luôn luôn bao ship bảo hành cho các bác 6 tháng kèm theo thẻ cứng bảo hành. Nên rất mong tất cả các bác nào còn 7 bộ duy nhất các bác nhá. Nếu bác nào thực sự muốn nhanh tay sở hữu bộ mic Zinaga R3000 EH3300 dòng thương hiệu của Mỹ, thì em khẳng định các bác chất âm. Đấy. Tại sao vừa rồi em hát một cái bài giọng cao tông rất là cao để cho các bác trải nghiệm là tiếng mic không bao giờ bị vỡ, và khẳng định luôn các bác nhá. Ok tất cả, xin chào tất cả các bác. Và các bác đang xem video ủng hộ cho xin một like và một lượt đăng ký kênh như là về giới giúp em nhá. 2.800.000 và em chỉ còn 7 bộ duy nhất thôi ạ. Còn 7 bộ duy nhất thôi. Còn đây còn những chiếc bộ mic này thì ngày hôm nay 8 bộ thì sẽ đóng cho các bác lên đường rồi. Thì chỉ còn 7 bộ duy nhất thôi. Các bác liên hệ trực tiếp cho bên em nhá. Ok, thân ái chào tạm biệt tất cả các bác.